Này, bây giờ em cần biết là cái nguồn gốc của vali này ở đâu ra. Tại sao anh ôm cứ khư từ cái lúc mày bị giấy tới giờ? Đánh bài đó. Nói tao là một đêm đánh bài bằng 3 năm làm. Anh lớn rồi không bao giờ anh suy nghĩ với em trơn á. Anh hứa với em sao? Anh nói là từ nay anh bỏ bài bạc. Anh bao giờ anh tham gia vô mấy cái đó nữa. Thấy mày bị bệnh rồi tôi muốn đánh kiếm tiền mày chữa bệnh. Bệnh của em á em tự lo được. Dù cho anh có đánh thắng đi chăng nữa, anh đem tiền về cho em chữa bệnh em không có vui. Con giỡn mặt với tôi hả? Nó nói anh em tốt, sao không cho mượn 20 triệu, nó ghi nợ 50 triệu. Cái gì? 50 triệu đối với người ta không là cái gì, nhưng mà đối với nhà mình á, là cả một gia tài, anh biết không? Cả cái xóm này nè, ai cũng vô cái hội này rồi, tại sao con chưa vô vậy? Chưa đủ hứng thú. Sao mới hứng thú? Làm sao cho con hứng thú? Sao con hứng? Bây giờ ba dì có làm cả đời con cũng không hứng. Nhục quá. Cái thằng cả đời hỏi gì? Ba nó mới làm cả đời nó.